quét cái bơ này lên bánh mì nè mọi người, nướng. Đã mua cái món ngon này nè mọi người. Đi nó mới vừa đi ngang cái tiệm bánh, nó thấy bánh nó đòi vô mua luôn nè cô chú. Chị nói không? Đây, nãy mua một bó bông có 3 nhánh về cắm được 2 bình nè mọi người. Tôi đi mới vừa đi làm về, bây giờ chuẩn bị hành lý sáng mai đi công tác sớm. Sáng sớm Tony đã đi làm rồi nè các bạn. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Sáng ra hai mẹ con đang làm đồ ăn sáng nè. Hôm nay thứ hai thì Chi Chi không có đi học cô chú. Rồi con lấy cái bánh mì ra cho mẹ đi. Lấy bánh mì ra để đây. Được không? Quét cái bơ này lên bánh mì nè mọi người, nướng mà hồi cho nó béo nó ngon. Ba. Rồi đây lại. Chưa 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 kim điện mà. Để mà đè mạnh lên mới được. Đè mạnh đây xuống nè. Để khơi start. Rồi đúng rồi. Bật xuống. Đúng rồi, không có đụng nữa nha, con đụng là nóng nha. Rồi đợi chút xíu. 3 phút rồi mới được, đợi xíu. Đó chín rồi nè cô chú. Đây cái bánh mì của Chi nè cô chú. Phô mai nó chảy ra nè, ngon lắm luôn. Chi nó rất là thích cái món này. Cái bánh mì hạt này ăn rất là tốt mọi người, nhưng mà Chi không có thích ăn cái này, nó giống như là nó sạm sạm á, Chi nó không có thích. Có thêm một ly sữa ấm cho Chi và một ly trà cho Kim. Rồi chuẩn bị đi ăn sáng thôi. Mời cô chú anh chị và các bạn nha. Chị xin chào ông bà cô chú ơi. Chị chào con bà cô chú. Chi Chi đã tắm rửa rồi nè cô chú. Hôm nay trời nắng đó, hai mẹ con sẽ tranh thủ đi ra ngoài đi dạo cô chú. Mới vừa nói nắng xong là sụp xuống mất tiêu nắng luôn rồi. Rồi đi Chi. Chi nó chạy xe nè cô chú. Ở trong nhà lúc nãy hồi sáng tới bây giờ nắng, mà tắm rửa xong đi ra ngoài hết nắng luôn rồi cô chú. Mày bây giờ gió nữa chứ, lạnh nè. Tính đâu là trời nắng không có lạnh đó. Xong rồi mặc cái áo mỏng, bây giờ gió lạnh quá. Chị nó đi chơi mà đem theo hũ kẹo nó bỏ trong giỏ sách đó cô chú. Mới đi có chút xíu mà than mệt rồi đó. Không, chị ăn đi, mày không ăn đâu. Rồi lấy một cục thôi rồi đậy lại rồi đi tiếp nha. Nó đi một chút xíu phải ăn cục vậy đó, chịu nổi không? Ở bên kia có một cái shop hoa nhỏ bên góc đường nè mọi người. Mình sẽ vô đó coi có cái hoa nào để trưng được không nha mọi người. Đây là mọi người, cái shop hoa nhỏ rất là dễ thương. Đã mua cái bó hoa này nè mọi người. Cái bó này có 3 nhánh nhỏ là khoảng 180 ngàn. Ôi. Nè. Ông Chi nó mới vừa đi ngang cái tiệm bánh, nó thấy bánh nó đòi vô mua luôn nè cô chú. Chị nói không? Đây tiệm bánh trong đây nè. Chi vừa mới mua được cái bánh ngọt. Rồi đi về ha. Đó, có bánh xong rồi đi về rồi đó. Đi về ăn bánh. Được. Chứ sao? Ăn kẹo nữa hả trời? Ăn kẹo hoài luôn á. Cứ đi chút xíu là ngừng là ăn cục, đi chút xíu ngừng là ăn cục.
Để về tới nhà nè cô chú. Mới về là Chi Chi sẽ lấy bánh ra ăn liền luôn nè. Nãy Chi mua được cái bánh donut rất là ngon. Cái bánh donut trong cái vỏ kia kìa Chi. Nó mày để trong vỏ đó thấy không? Đúng rồi. Lấy cái dây ra, lấy cái quai vỏ ra. Trời nắng nguyên một buổi sáng luôn cô chú, tới lúc hai mẹ con ra đi dạo tới đi về luôn, không có một miếng nắng nào hết. Mà gió nữa, về lạnh luôn cái đầu luôn à. Đâu lại đây mở ra cho mẹ coi kìa. Not yet. I wanna give it to Paige's birthday. Mama eat it in the minute tomorrow. Chị nói để dành để đi sinh nhật bạn, cái bạn cái nhà đối diện nhà này nè. Sinh nhật bạn tới tháng sau lận con, mốt sinh nhật bạn thì mẹ mua nữa. Trời ơi, Thảo ăn thấy ghê không? Hồi nãy một hai là muốn ăn, thích ăn cái bánh nó dữ lắm luôn mà bây giờ nó kêu là nó để dành nó đi sinh nhật bạn. Trời ơi trời. Lúc nãy mua một bó bông có ba nhánh về cắm được hai bình nè mọi người. Cái bông này nó nhỏ nhỏ, nó rất là xinh nè. Mà nó có mùi thơm nha mọi người, nó nhỏ nhưng mà nó thơm cái mùi nhẹ nhẹ. Đó, được hai bình rồi đó. Ở đây còn mấy cái hoa tulip cũ, nó vẫn chưa có tàn cho nên mình để mình giữ lại. Ừ, để cái bình này ở đây. Còn cái bình này sẽ đem lên trên phòng khách. Chị đang học bài kìa cô chú, chị giỏi quá à. Xoài nè, bây giờ 3 giờ chiều rồi, cho chị ăn xoài. Ăn bữa xế cô chú với lại uống một cái ly sữa nữa. Rồi tới chiều sẽ ăn cơm. Chiều thường thường thì Kim 5 giờ mới nấu cơm. Đây em chị viết gì đây? Viết tới số 3 rồi đó hả? Ở đây có, bên này có cuốn tập tôm như vậy nè mọi người. Mình viết xong cái mình lau, xong mình viết nữa. Mình viết tiếp vậy đó. Con ăn đi. Trời ơi trời, nó học bài mà nó cho cái con gấu. Con gấu ngồi đây nhìn Chi học bài đấy hả? Rồi cái con này ngồi đây làm Chi nữa đây? Trời ơi. Bạn bè quá trời luôn nè. Mẹ. Hả? Teach them how to do it. À Chi nói là đang dạy bạn học nè, dễ sợ. Rồi ngồi con gái, đứa ngồi gác cái chân kỳ cục vậy. Ngồi ngay lại con. Đây nè, để mẹ cho cô chú coi Chi dán cho ngày coi. Đây là Chi tự dán đó cô chú, tự chọn luôn, Chi tự làm chứ Kim không có chỉ con luôn á, để cho. Ủa sao nhỏ này nó mang hai cái vỏ dữ vậy trời? Trời ơi trời, nó giàu thấy ghê chưa, mang hai cái vỏ luôn nè. Cái gì đây? Bốn năm cái vỏ luôn. Cái tay là xách hai cái vỏ, rồi ở đây một cái vỏ mày mang trên cổ một cái nữa. Mà hả? Hả? Getting lots of things, clothes. Ừ. Mà sao đi đâu xách nhiều vỏ dữ vậy? iPad and everything here. Đó là cái vỏ sách đồ, cái vỏ sách iPad, rồi cái vỏ sách mấy cái đồ này, mấy cái đồ trang điểm gì trong đây nè. Chắc cái vỏ mang cổ này đựng tiền quá. Quá trời thành điệu luôn, cũng biết ghép đúng cái bộ áo với cái quần với cái nón với bộ cô chú. Đây nè. Má. Má, you ruined my knees. Oh, mẹ sorry. Mẹ lau, mình ngồi con viết lại đi. Để mẹ cho cô chú coi nè. Trời ơi nè. Trời, cái gì men lì đổi cái nón dễ sợ không? Quá trời màu mè luôn rồi. Thấy ghê chưa cô chú? Nói rồi, cái này chưa có dán xong nữa nè. Mang đôi giày gì nó méo xẹo không có ngay luôn nè. Đó. Trời ơi, sách vụ nữa. Ghê thiệt. Đó, cô chú thấy chi nó dán chưa? Đây. Còn cái này chưa có dán giày, dán tóc gì vô nữa. À, cái này hay lắm nha cô chú. Đây là có cái đầu nha. Cái mặt. Từng cái kiểu tóc với cái nón, đồ tóc màu đen, tóc màu đủ thứ hết trơn á. Bên đây là có áo nè, thắt lưng, áo khoác. Và cho mấy bé tự ghép vô đó cô chú. Đây. Vỏ sách đồ gì đó. Tự dán vô, tự chọn quần nè. Nó quần đủ thứ quần rồi, thắt lưng, khăn trần cổ. Đây áo khoác là riêng nữa nè.
Rồi. Dày nè. Uống sữa, mày lấy cái ly sữa kia uống nha. Vì mẹ nói. Oh, mẹ sorry. Rồi mẹ dẹp này ha. Rồi con viết nữa đi. Chị niết tay trái không mà cô chú ơi. Đó. Rồi viết ngồi ngay lại chứ mà nằm trên bàn dữ vậy con. Ngồi ngay lại. Bây giờ trong lúc Chi nó viết bài mình cũng học bài luôn các bạn. Mình học tiếng Anh nè. Ngày mai là mình đi học rồi. Cho nên hôm nay làm bài tập, cô cho một số bài tập về nhà đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ làm. Để một chút sẽ đi nấu ăn nha mọi người. Nên bây giờ mình sẽ tranh thủ làm xong sớm rồi chuẩn bị nấu ăn tối nữa mọi người. Nè cô chú. Chi nó mới học được có chút xíu rồi xuống lấy bánh ăn. Đây là cái bánh donut lúc nãy mua nè cô chú. Ngon dữ lắm. Có cái lớp chocolate ở trong đây nữa nè. Ở bên trong không biết có cái gì. Xuống lấy cái dĩa đây với cái muỗng nó lên đây ăn. Để đây đi con làm hồi đổ tùm lum á. Lớp kem trong đây nè. Ngon á. Trời trời nó ngấu một cục kìa. Ngon không? Cái bánh này tính ra là 45.000 cái bánh đó đó mọi người. Mắc thấy ghê không? Ba Chi đã về rồi nè cô chú. Đi làm từ hồi 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều mới về tới nhà. Hello babe. Hey Joe. Hello sweet pea. Ơi, nó nói nó mệt, nó nằm ngủ mà nó nằm mở tivi coi kìa, chịu nổi không? Quá trời luôn. Ê, đây 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 đây. Chị thấy ba về mừng quá kìa. Hồi sáng giờ chị nhắc ba hoài luôn. Trời trời trời. Chị nó cứ hỏi là ba khi nào về, ba khi nào về. Hello baby. How are you? You alright? Are you happy see daddy? Ủa chị nói chị ngủ mà sao mở tivi coi vậy? Trời ơi, xạo thấy ghê. Oi. Luôn á. Oh, you got your cuddle. You want the remote control again now? What? Xạo quá. Nó nghe mình nói tivi xong nó ôm remote control nè. Nó ôm cái remote tivi, nó sợ mình lấy mình tắt nè. You're right, sweetheart. Daddy just gonna get changed and then gonna come and sit with you, okay? She put the volume on low. Zero. so she couldn't hear it. So I can't hear it because she says she sleep, so she don't want us hear it. Oh, okay. Tôi đi mới giờ đi làm về, bây giờ chuẩn bị hành lý sáng mai đi công tác sớm nè mọi người, để mình hỏi cái mấy giờ anh đi. Honey, what time you go? I gotta wake up at 2:45 a.m. Sáng là 2 giờ rưỡi sáng là phải thức dậy rồi đó. What time your flight? 5:55 a.m. 5:50 là bay. Where? Amsterdam. À đi qua Amsterdam, Hà Lan. Tới thứ 6 mới về. Tại vì văn phòng công ty là ở Amsterdam á mọi người. Hôm nay mình làm món cá này chiên nè mọi người. Cá sea bass nè, nó giống như là cá chẽm vậy đó. Một chút chiên xong mình sẽ ăn chung với cái sốt này nè mọi người. Sốt này lúc trước mình đi học nấu ăn đó, mình cũng có học rồi nhưng mà ở trong siêu thị người ta bán sẵn đó. Mình mua về làm thôi, khỏi có phải làm cực. Mà siêu thị á, người ta làm ngon hơn mình. Mình làm không có ngon mà người ta. Cá này người ta làm rửa sạch rồi, mình không cần phải rửa nó đâu mọi người. Mình chỉ lau cho khô thôi. Khứa cái lưng để mà cái da này nè, để khi mà mình chiên á, cái da nó không có bị co lại, da này lục quá. Cái mài mới được. Trước khi chiên mình cho lên một chút muối ha. Mình cho muối như vậy nè cho nó giòn cái da mà khi mình chiên á nó không có bắn dầu lên nhiều nữa mọi người. Cái muối này nè. Mọi người
tất cả các loại cá luôn á, cho cái da mình nó giòn trước rồi xong mình mới trở về lên. Cắt vậy cho mưa mốt nó nhảy nhánh lên nữa. Cắt mấy cọng nồi rí này để hồi để vô canh bí, hồi nãy mình nấu canh bí á, bí đỏ. Lấy một cọng hành lá nữa. Mình hâm nóng cái sốt này nè, trong vòng 3 phút mọi người. Sauce, you want me to seal it and put it back in the fridge? Okay. I don't know how you're going to seal it though. Bữa tối đã xong rồi, xin mời cô chú anh chị nha. Peach, can you see that's got some yellow hair on it? Okay. Right, well where do you think that goes, babe? And xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Nếu mọi người thấy thích video và yêu thương gia đình em thì cho em xin một like và đăng ký kênh nha mọi người. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. You go. Okay, let's push that over a little bit. Bye bye bà cô chú ơi. Chị nói sao? Bye bye. Rồi hả con lại chơi nữa đi. Đây.